bao giờ ngại ngùng trước bất kỳ thử thách nào. Nếu như chúng ta không thử, chúng ta sẽ không biết nó có thể vượt qua. Còn khi chúng ta thử, có thể chúng ta vượt qua. An toàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Những chặng đường mình đi qua, những con người ở nơi xa, tôi sẽ ghi hết cả thế sự hết để mai sau này khi mở ra. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Phải đặt tâm huyết vào công việc mình làm thì mới có kết quả. Sao trên mũ là đất tổ quốc, sắc cờ trên vai sáng mãi niềm tin, đường ta đi có lý tưởng dẫn đường, ngọn cờ Đảng là vầng dương chiếu sáng. Để mà có thể trở thành một sinh viên của trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trên tay của mình là